Xin trân trọng kính chào quý vị đã quay lại với kênh Việt CS 1040. Tại cái video này chúng tôi thực hiện để giải đáp một số thắc mắc của rất nhiều bạn xoay quanh ba cái vấn đề lớn. Thứ nhất là có một số bạn hỏi chúng tôi là lý do tới nay họ vẫn chưa nhận được 1.200. Nói tới 1.200 là quý vị biết tiền gì rồi, tức là stimulus check đó quý vị. Thì bây giờ thì chúng tôi không nói là tiền 1.200 là cái gì nữa, nhưng mà nói tới đây chắc quý vị cũng biết rồi. Câu thứ hai, có một số bạn hỏi rằng là gia đình tôi đã nhận 1.200 nhưng bị thiếu thì phải làm sao. Và một cái vấn đề thứ ba nữa đang nóng hổi hiện nay, đó là như chúng ta biết rằng là mới đầu thì chính phủ gửi 1.200 cho những người có các cái số tài khoản được xác định, rồi sau đó thì gửi bằng check. Trên cái check đó thì có điền tên của Tổng thống Trump đó, quý vị cũng đã biết rồi. Rồi hiện nay á thì là chính phủ, những người mà chưa nhận 1.200 á thì chính phủ gửi bằng thẻ debit card. Debit card có màu xanh đậm đó quý vị. Đó thì có rất nhiều câu hỏi xoay quanh cái debit card này, thì qua cái video này chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp những cái câu hỏi có liên quan như trên. Rồi trước tiên á là chúng tôi sẽ nói về cái lý do mà cho tới hiện nay cũng vẫn có những người chưa nhận được 1.200. Thì trước kia đó, trước kia thì nhiều người thắc mắc là tại sao họ chưa nhận được 1.200 trong chương mục, trong chương mục ngân hàng, thì có người nhận có người chưa. Thì có lẽ cái câu hỏi này thì bây giờ nó được giải đáp đa phần hết rồi, vì có rất nhiều người lúc đó họ chưa nhận mà bây giờ đều đã nhận. Nhưng mà cũng xin nhắc lại chút xíu, trước đây những người mà đã có cái chương mục ngân hàng trong hồ sơ khai thuế, hoặc là có khai cái chương mục ngân hàng bổ sung thông qua cái trang web của IRS, thì vẫn chưa nhận, hoặc có trục trặc. Thì những cái trục trặc làm chậm trễ cái tiền cứu trợ này á, thì nó thực chất là nó ảnh hưởng đến người khai thuế, rồi ảnh hưởng đến những người mà đang chờ đợi, đúng không nè. Và chúng ta đã biết rằng là lúc đó đó người ta xác định là hàng triệu người khai thuế qua những cái đơn vị như là HE Block, hoặc trục vô tắc, hoặc là Jackson Hewitt và những dịch vụ phổ biến khác. Thì hiện vào cái thời điểm đó họ đều không nhận được tiền cứu trợ vì IRS không có thông tin nhà băng trong hồ sơ, theo Bộ Ngân khố, các công ty và các chuyên viên cho biết. Đó thì cái lúc đó là như vậy, thì chúng ta cũng đã biết rồi. Còn về cái tiêu chuẩn nhận 1.200 đô á, từ cái gói cứu trợ 2 tỷ, thì quý vị cũng quá rành rồi, ở đây chỉ lướt sơ qua thôi. 1.200 đô và là 2.400 đô đối với một cặp vợ chồng. Nhưng mà lại có rất nhiều trường hợp IRS bỏ sót cái 500 đô cho mọi đứa trẻ dưới 17 tuổi. Và IRS và Bộ Ngân khố cũng thừa nhận họ biết vấn đề này và họ đang tìm cách chỉnh sửa. Thì đó là nhắc lại sơ qua về tình tiết của 1.200 trong cái giai đoạn đầu mà khi mà phân phát tiền, thì nó xảy ra những cái tình huống như vậy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ qua cái giải đáp cái câu hỏi thứ hai, là có nhiều gia đình đã nhận 1.200 nhưng mà bị thiếu thì phải làm sao. Bị thiếu là thiếu thế nào? Ví dụ như một gia đình có hai vợ chồng chẳng hạn, có hai vợ chồng thôi, thì người chồng nhận được 1.200 mà người vợ không nhận được, hoặc ngược lại người chồng vợ nhận người chồng không nhận, đó là thiếu đấy. Hoặc là có hai vợ chồng hai đứa con, thì nhận được tiền của hai vợ chồng mỗi người 1.200 nhưng mà hai đứa con dưới 17 tuổi là 500 thì không nhận được. Thì trong cái trường hợp như vậy phải làm cái gì? Thì
Nếu quý vị muốn xem trực tiếp những cái hướng dẫn về RS liên quan đến cái việc mà cái số tiền 1.200 phát cho gia đình quý vị mà bị thiếu á, quý vị có thể vào cái link của RS để tham khảo trực tiếp. Thì chúng tôi sẽ đặt cái link đó trên TV, ở trên xin lỗi, trên cái màn hình của video, để quý vị có thể, nếu muốn thì quý vị có thể vào đó xem trực tiếp. Và dĩ nhiên là nó ghi bằng tiếng Anh. Thì thật ra đó, RS giải quyết cái vấn đề này thông qua cái câu hỏi gọi là Q29. Thì bây giờ chúng tôi sẽ cho đọc cái nội dung này bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh đúng theo cái văn bản được ghi trên cái trang web của IRS ở cái câu hỏi Q29. Quý vị lắng nghe chút xíu ha. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ dịch ra. Q29. I think the amount of my economic impact payment is incorrect. What can I do? A29. Payment amounts vary based on income, filing status and family size. If you filed a 2019 tax return, the IRS used information from it about you, your spouse, your income, filing status and qualifying children to calculate the amount and issue your payment. If you haven't filed your 2019 return or it has not been processed yet, the IRS used the information from your 2018 return to calculate the amount and issue your payment. The IRS is not able to correct nor issue additional payments at this time and will provide further details on IRS governor on the action people may need to take in the future. If you did not receive the full amount to which you believe you are entitled, you will be able to claim the additional amount when you file your 2020 tax return. This is particularly important for individuals who may be entitled to the additional $500 per qualifying child payments. We encourage everyone to review our How Do I Calculate My EIT Payment Question and Answer, see Question 21. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ giải thích như vậy. Cái câu 29 này là để giải đáp chung cho những cái người thắc mắc về cái số tiền 1.200 bị thiếu. Cụ thể câu hỏi được đặt ra như vậy. Tôi nghĩ rằng số tiền thanh toán tác động kinh tế của tôi là không chính xác, tôi có thể làm gì? Không chính xác đây mình hiểu là thiếu á, như những trường hợp nãy chúng nói. Thì IRS họ nói vậy, số tiền thanh toán khác nhau dựa trên thu nhập và tình trạng nộp đơn và quy mô của gia đình. Nếu bạn đã khai thuế năm 2019, IRS sẽ sử dụng thông tin từ đó về bạn, vợ hoặc chồng, thu nhập của bạn, tình trạng nộp đơn và con đủ điều kiện để tính số tiền và phát hành thanh toán của bạn. Nếu bạn đã nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc đã nộp rồi mà chưa xử lý, thì IRS sử dụng thông tin từ bản khai thuế năm 2018 của bạn để mà tính toán số tiền và phát hành khoản thanh toán của bạn. Có nghĩa là họ căn cứ theo hồ sơ khai thuế 2019, rồi họ xem trên đó cái số account mà chúng ta đề đó, thì họ sẽ chuyển thẳng số tiền qua trong account chúng ta. Còn nếu như 2019 mà chúng ta chưa làm hoặc không có, thì họ sẽ căn cứ trên hồ sơ thuế của 2018. Rồi họ giải đáp cái vấn đề mà nếu như cái số tiền 1.200 gửi cho cả gia đình á, theo cái tiêu chuẩn mà chúng ta bị thiếu á, thì họ nói là hiện nay đó IRS không thể sửa chữa hoặc phát hành các khoản thanh toán bổ sung tại thời điểm này. Tuy nhiên họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hành động mà mọi người cần thực hiện trong tương lai. Tức là họ sẽ có những thông báo để hướng dẫn mình thực hiện cái việc mà yêu cầu bổ sung cái số tiền thiếu. Rồi họ viết tiếp như vậy quý vị. Nếu bạn không nhận được toàn bộ số tiền mà bạn tin rằng mình được hưởng, bạn sẽ có thể yêu cầu số tiền bổ sung khi bạn nộp tờ khai thuế năm 2020. Tức là khi mà đến đầu năm của 2021, khi mình ta khai thuế 2020 đó, thì mình sẽ được quyền trong hồ sơ khai thuế này mình được yêu cầu
là giải quyết cái khoản tiền thanh toán thiếu. Số tiền 1.200 nó có tên gọi là thanh toán tác động kinh tế đó quý vị, Economic Impact Payment, cái tên của nó là như vậy. Và kể cả những cái khoản mà 500 mà lẽ ra phát cho những đứa trẻ dưới 17 tuổi á, mà nếu không có thì chúng ta cũng có thể yêu cầu ở đây. Rồi thì trong khoảng thời gian qua thì quý vị và các bạn có nhận được những cái tờ giấy thông báo về cái khoản tiền thanh toán tác động kinh tế 1.200 mà chúng ta thấy nó để những cái lá thư được gửi về, trong đó nó có chữ ký của Tổng thống Donald Trump và nó có cái dòng chữ là Genotic 1444 ấy quý vị. Thì cái tờ giấy đó quý vị phải giữ lại, vì thứ nhất là để làm kỷ niệm, thứ hai là quý vị có thể dùng nó để mà khiếu nại những cái khoản tiền lẽ ra gia đình quý vị được hưởng từ cái khoản 1.200 và 500 cho các đứa trẻ mà bây giờ nó bị thiếu, thì chúng ta sẽ dùng cái tờ giấy này để bổ sung vào cái hồ sơ khai thuế 2020 để mà chúng ta nhận lại những cái khoản thiếu đó. Rồi bây giờ đến cái phần cuối cùng là liên quan cái debit card màu xanh đậm mà hiện nay cơ quan chính phủ gửi cho những người chưa nhận 1.200, tức là những người mà chưa nhận 1.200 thì bây giờ họ không có gửi check nữa mà họ gửi cái debit card. Cái debit card này có cái màu xanh đó quý vị, thì nó có những cái sự tiện lợi nhất định, cho nên là chính phủ mới gửi cái debit card cho mình thay vì gửi check. Thì bây giờ những cái nội dung liên quan tới cái debit card này, cái cách sử dụng nó, rồi sử dụng nó ở đâu cho nó thuận tiện, vân vân, chúng tôi sẽ giải đáp trong cái phần tiếp theo. Cái thẻ ghi nợ EIB mà chúng ta gọi một cách đơn giản, nó là cái thẻ debit card mà nó có cái hình màu xanh như quý vị thấy trên cái đoạn video mà chúng tôi đã show lên á. Thì cái thẻ này nó tuân theo sách giấy và chuyển khoản điện tử, là cái phương thức thanh toán thứ ba được sử dụng bởi kho bạc của Mỹ. Cho đến nay đã được phân phối 258 tỷ đô cho hơn 152 triệu người Mỹ đủ điều kiện do hoạt động kinh tế bị đình trệ do Covid-19 mang lại. Đây người ta nói về cái thẻ nó như vậy. Thế giờ chúng ta cần những cái điều cần phải biết gì về cái thẻ này? Thì trước tiên là chúng ta biết là cái thẻ này sẽ được gửi đến chúng ta qua hình thức thư, qua mail quý vị. Và nó được gửi trong một cái phong bì đơn giản. Ở bên ngoài nó sẽ để một cái dòng chữ là Money Network Holder Service. Cái này chắc cũng không cần phải dịch đâu. Thì cái tên ở ngoài phong bì nó để cái dòng chữ đó. Và khi chúng ta mở ra bên trong nó sẽ có cái thẻ màu xanh. Và cái thẻ này ở cái mặt trước nó có cái logo Visa. Nó có cái chữ Visa. Rồi ở mặt sau có thẻ thì nó có tên của nhà băng là Metabank. Mặt sau thẻ. Rồi thì cái thẻ này mình có thể sử dụng ở đâu thì họ cho biết rằng là chúng ta có thể sử dụng hầu hết mọi nơi. Người nhận có thể sử dụng cái thẻ này giống như một thẻ ghi nợ do ngân hàng phát hành để thanh toán tiền xăng, tiền tập quá, hóa đơn, quần áo, mua quần áo v.v. Nói chung là hầu hết mọi nơi đều có thể sử dụng được. Thế thì sau khi mà chúng ta nhận được cái thẻ thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cũng như là những thẻ debit khác, chúng ta phải tiến hành kích hoạt cái thẻ của mình. Thì chúng ta sẽ gọi cái số điện thoại là 1-800-240-8100 hoặc là 1-800-241-9100. Chúng tôi có show trên màn hình đấy để mà kích hoạt cái thẻ. Thì chúng ta hãy nhớ rằng hãy chuẩn bị các cái thông tin số liệu để mà khi kích hoạt chúng ta sẽ trả lời. Ví dụ như họ sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp tên, địa chỉ, social security number. Rồi sau đó họ yêu cầu mình cung cấp một số pin có 4 số. Con số này quan trọng để mình dùng thẻ hoặc là rút tiền từ ATM.
thì người ta có lưu ý là không, cái số pin này thì không nên dùng là ngày tháng năm sinh hoặc là số nhà để làm số pin. Nếu thẻ này gửi cho nhiều người trong gia đình thì chỉ có một người đại diện thôi. À, cái người có tên trên thẻ là người đại diện mới được kích hoạt và sử dụng thẻ. Thì đó là cái điểm đáng chú ý. Thế thì có một số anh chị em, một số quý vị hỏi rằng tôi có thể dùng cái thẻ này rút cash không? Được quý vị. Quý vị có thể tới các cái trụ ATM để mà rút. Nhưng mà có một điểm chú ý nha. Nếu mình không lựa chọn cho đúng á, thì mình có thể bị thu phí đó quý vị. Thì ở đây có một cái hướng dẫn có lợi cho quý vị, là quý vị nên vào cái trang web có cái đường link mà chưa chúng tôi đưa lên trên màn hình đó. Chúng tôi đọc tiếng Việt cái gì www.dap rồi chữ tiếng Việt Nam nha, eibk.com/locator đó chị, locator, đọc tiếng Việt cho quý vị dễ mà hiểu ha. Thì khi mình vào trong đó mình sẽ gõ cái zip code của mình vào cái mã vùng ấy, ha, mã vùng, và mình sẽ chọn một cái ATM gần nhất. Rồi bước thứ hai mình sẽ nhập một số pin có 4 số, và khi mà mình sử dụng á thì mình sẽ tới cái cây mà mình đã chọn, đã biết cái vị trí này nè. Mình sẽ nhập cái số pin 4 số của mình vào mà cái số pin mà đã đăng ký đó. Sau đó mình ấn withdraw rồi ấn check-in để mà mình có thể rút tiền. Nhắc lại cách sử dụng cái thẻ debit card này, sử dụng trên máy ATM thì chắc quý vị cũng đã từng có kinh nghiệm sử dụng, là chúng ta bỏ thẻ vào, sau đó chúng ta ấn số pin có 4 số, sau đó chọn withdraw, sau đó chọn check-in, thì mình chọn cái số tiền mình cần lấy thì mình sẽ được nhận. Rồi, còn nếu mà mình có thể đi chợ, đi cửa hàng là dùng cái thẻ này để mình thanh toán, thì cái thanh toán cũng như thông thường thôi quý vị. Quý vị cứ việc gắn thẻ vô trong cái máy để thanh toán tiền ở các chợ chẳng hạn. Rồi sau đó mình cũng ấn số pin. Trước đó thì mình phải chọn debit cả đã. Rồi sau đó mình cũng ấn số pin 4 số đấy. Rồi chọn Yes for cashback. Rồi nhận số tiền bạn muốn rút và nhấn OK thôi. Đó. Thì cách sử dụng thì cũng thông thường. Thì có quý vị hỏi rằng là mình có thể dùng thẻ này đến nhà bank hoặc là credit union để cash ra không? Câu trả lời là chúng ta cũng có thể làm được, nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ bị tính phí đấy. Và trước khi đi mà để cash ra như vậy, quý vị nên kiểm tra trước số dư. Rồi sau đó bạn sẽ cho nhà băng biết là bạn muốn rút bao nhiêu tiền, rồi cũng tiến hành nhập số pin. Rồi có thể họ sẽ yêu cầu bạn trình cái ID và password. Trình ID hoặc password. Thì như vậy thì mình hoàn toàn có thể cắt ở nhà băng hoặc credit union. Thế thì có nhiều quý vị hỏi là khi mà chính phủ cấp cái thẻ EIP card này, mình nói đơn giản là debit card đấy, thì nó có cái lợi gì không mà chính phủ sử dụng vậy? Thì người ta cũng thống kê và đưa ra những cái tiện lợi của cái loại thẻ này, đó là chúng ta dễ dàng sử dụng, nhanh và tiện lợi hơn, rồi có thể dùng thẻ đi chợ trả bill giống như sử dụng cái thẻ Visa card vậy, rồi có thể online shopping, rồi có thể kết nối với những cái như là PayPal chẳng hạn, có thể rút tiền mặt các từ trụ in-network ATM, rồi cũng có thể chuyển cái phần tiền này vào tài khoản cá nhân mà không phải tốn phí. Ngoài ra có thể kiểm tra được số dư qua online, qua phone, qua app, không tốn phí. Và cái thẻ này thì nó có cái chức năng phòng ngừa lừa đảo, lỗi của chết, rồi ARS không cần thông tin tài khoản ngân hàng của bạn. Thì đó là những cái tiện lợi mà người ta thống kê được đối với cái loại thẻ này. Thì như vậy thì nói một cách nôm na, chúng ta sử dụng cái thẻ này như là những thẻ debit card thông thường như vậy. Có 3 bước, có thẻ rồi thì activate,
tức là kích hoạt đó quý vị, rồi sau đó rồi mình xài thôi. Cái cách xài cũng phổ biến, cũng dễ hiểu, nhưng có một điểm quan trọng nè. Khi quý vị nhận những cái phong thư, nếu quý vị sơ ý, quý thị tưởng đó là những cái thẻ đi địch gửi về dưới hình thức quảng cáo chẳng hạn, quý vị quăng một sọt rác, thế là quý vị sẽ mất cái thẻ đấy. Cho nên là quý vị phải chú ý cái điểm này. Bởi vì nhớ rằng là nếu mà gặp cái phong thư bên ngoài, nó có cái dùng chữ Money Network Holder Service, thì quý vị nhớ rằng đây chính là cái thẻ debit card màu xanh mà chính phủ gửi về cho mình sử dụng, liên quan đến số tiền 1.200 đô mà trước đây họ gửi chất á, bây giờ họ gửi bằng debit card. Quý vị nhớ là không có nên quăng một sổ rác. Rồi sau khi mà quý vị sử dụng hết cái thẻ này rồi thì quý vị cũng đừng có liền, quý vị giữ đó để dành đó. Nhiều khi có những gói cứu trợ tiếp theo họ lại tiếp tục sử dụng thì sao? Cho nên là chúng ta sẽ giữ nó lại chứ đừng có bỏ đi. Ngoài ra có một câu hỏi là như vậy, nếu như tôi chẳng may mà tôi liền mất cái bao thơ đi, thế thì mình mất cái thẻ rồi thì làm sao? Thì nó có cái số điện thoại để mình gọi lên và mình yêu cầu họ gửi cho mình cái thẻ mới, và họ sẽ gửi cho mình cái thẻ mới với một cái lệ phí là 7, thông thường là 7.50 đô. Đó, thì chúng tôi sẽ để cái số điện thoại trên show trên màn hình để quý vị biết, rồi quý vị có thể gọi điện thoại vào đó trong trường hợp mà quý vị đã bị mất cái thẻ. Thì video của chúng tôi tới đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy video của tôi là hữu ích, quý vị có thể đăng ký like, share để động viên chúng tôi thực hiện những video tiếp theo nữa để mà phục vụ cho quý vị. Một lần nữa xin chúc sức khỏe và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi video của chúng tôi.